Chào em, ngày hôm nay thì mình sẽ xin gửi tới các bạn một cái bài đánh giá cái hiệu năng của hai sản phẩm hot nhất trong phân khúc từ 4 đến 5 triệu. Đó là Acer Zenfone Max Pro M1, tên siêu dài, dài như con đường giải phóng. Và bên phải của mình đó là Xiaomi Redmi Note 5, đại diện cho thương hiệu Xiaomi, và đây là đại diện cho Acer. Cả hai cái sản phẩm này thì đều có cái cấu hình khá là tương đương nhau. Tuy nhiên, cái sản phẩm đến từ Acer lại có cái dung lượng pin cao hơn một chút, mà không, thực sự là cao hơn khá nhiều đấy, cao hơn 1000 mAh, là 5000, con này là 4000. Còn về phần cấu hình thì cả hai theo điểm AnTuTu mình chấm thì máy có cái điểm số khá là tương đồng nhau, đều là khoảng hơn 100.000 điểm. Bên Zenfone Max Pro M1 là 112.388 điểm, còn Xiaomi Redmi Note 5 là 115.966 điểm. Thực sự là cái con số này nó không chênh nhau quá là nhiều, 3.000 thôi. Và mình để thử xem cái điểm chi tiết của nó là bao nhiêu. Cũng khá là tương đồng, đều là đầu cái con Redmi Note 5 này nó hơn ở cái điểm CPU. Và còn lại thì đều khá là tương đồng nhau, không chênh nhau quá là nhiều. Ok. Nói về một chút về hệ điều hành thì Xiaomi Redmi Note 5 thì chạy hệ điều hành MIUI 9.5 trên nền Android 8.1, và nó được tùy biến khá là nhiều, thêm được khá là nhiều tính năng, ví dụ như là chạy không gian thứ hai này, hay là khóa app. Nói chung là nó được tùy biến, Xiaomi tùy biến rất là nhiều, có rất nhiều thứ bạn có thể nghịch ở trên chiếc Xiaomi Redmi Note 5 này. Còn ở trên Acer Zenfone 5, sorry, Acer Zenfone Max Pro mà một cái tên này nó khá là khó nhớ, nên mình dễ bị nhầm, thì nó là chạy hệ điều hành thuần gốc của Google. Nó không có gì quá là nhiều cả, nó rất là nhanh, nó chạy gốc và nó không có được cài thêm bất kỳ một cái app nào cả, thì rất là mượt, giao diện gốc luôn, và đang chạy Android 8.1. Cả hai thì đều đều được tùy biến trên nền Android 8.1. Ok, với cái chip xử lý là Snapdragon 636 với 8 nhân, tốc độ là 1.8 GHz, nhân đồ họa là Adreno 509, và bộ nhớ RAM là 3 GB. Cái sản phẩm đều giống nhau về cái khoản vi xử lý cũng như là chip đồ họa cũng như là RAM. Tuy nhiên về cái mặt bộ nhớ ấy thì cả hai đều có 32 GB, nhưng ở bên Acer Zenfone của bên Acer thì là có hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 2 TB và có được miễn phí 100 GB dung lượng Google Drive trong vòng 1 năm. Còn bên Xiaomi Redmi Note 5 thì chỉ có 32 GB và hỗ trợ thêm thẻ nhớ 256 GB mà thôi. Ok, với cái cấu hình thông số khá là tương đồng nhau như vậy thì về cái phần hiệu năng thực sự tải game, load game của hai ứng dụng và hai cái máy này sẽ như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài test, speed test ngay sau đây. Ok, và bây giờ để thực hiện cái bài speed test một cách gọi là công bằng nhất thì mình sẽ tắt hết tất cả đa nhiệm của hai máy đi. Tất cả những chế độ đa nhiệm tắt hết. Cái này nó không có cái nút tắt luôn. Đã đây, mẹ xóa xong rồi mới hết ra cái nút đấy. Và bây giờ mình sẽ khởi động hai cái máy này. Đảm bảo là không có. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi động cả hai chiếc máy này lên. Cùng là hệ điều hành Android 8.1, nhưng mà bên Acer được thuần, còn bên không phải được thuần mà là nó là thuần Google, còn bên này thì được cài MIUI 9.5 và chắc chắn sắp tới sẽ được lên 10. Ok, bây giờ sau khi khởi động máy xong thì chúng ta sẽ cùng xem máy có ứng dụng nó chạy ngầm không nhá. Không hề có ứng dụng chạy ngầm luôn. Ok, sau đó chúng ta sẽ xem máy đang cùng kết nối với mạng wifi hay không. YouTube. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi đến cái game, cái ứng dụng đầu tiên, đó là trình duyệt Chrome 321. Cả hai đồng thời loát với nhau luôn. Facebook. Xiaomi vào nhanh hơn một tí, không chênh lệch quá nhiều. YouTube. Cùng một lúc mình sẽ bật cái đây. Ok, để sẽ ẩn nha. Zombie từ tsunami. Tẹp. Acer đã thắng dù không chênh lệch quá nhiều. Sông Safer 321. Ai sẽ vào trước đây? Acer hay Xiaomi? Xiaomi Redmi Note 5 hay Acer Zenfone Max Pro M1? Acer Zen. Thực sự cái tên này quá dài luôn. Acer, bây giờ mình sẽ gọi là Acer và Xiaomi nhá. Acer đã thắng. Nhớ cái tên mà khó quá.
Minion Rush 321. Có vẻ như là Acer đã vào trước rồi. Còn nào sẽ rơi xuống trước? Acer trần mẹ luôn. Rồi, trần sang. Tập tò. Nhìn ghét con này vậy. Planet Zombie 2 321. Cái game này khá là bấm xong một lúc sau nó màn hình nó mới vào game cơ. Con nào cũng thế luôn. Âm thanh tưng 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 tưng. Âm thanh huyền bí. Xiaomi có vẻ đang lát vào trước rồi. Chuẩn luôn, Xiaomi đã vào trước. Acer vào đi. Acer ơi. Acer. Rồi, cuối cùng Acer đã vào. Sẽ bấm vào play nhá. Rồi, mình để game sẽ ẩn. Tiếp theo là những cái ngu ngốc, những cách ngu ngốc để chết. Đó là Dumb Way to Die 2321. Ok, Xiaomi đã vào trước. Ok, cuối cùng là hai game nặng nhất, đó là Liên Quân và Ava 8. Mình sẽ vào Liên Quân trước. 321. Có vẻ như cái chuyển cảnh của Xiaomi nhanh hơn. Của Acer thì bấm một lúc sau nó mới gọi là có sự thay đổi. Ai vào trước đây? Cái này nhìn cái này chưa biết đâu, phải đợi lát cơ. Xiaomi có phải lát trước rồi. Acer cũng đang. Xiaomi có phải nhanh hơn rồi. Xiaomi chuẩn luôn, Xiaomi nó vào trước. Cô em dập dành đâu, cô em đeo phao. Rồi. Bên này không hình có vẻ hơi khựng nhẹ một chút. Bên này cũng lúc đầu cũng hơi vậy. Ok. Tiếp theo là cái tựa game khó nhằn nhất. Đó là Alpha 8 321. Ai vào trước đây? Groom 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 groom. Cùng lúc đúng không nhỉ? Cùng lúc. Ok. Mình sẽ vào cái lát về màn game. 321. Chỉ sợ người đi vào mới đang quay khổ. Cùng nhau luôn. Vâng. Redmi Note 5 và Acer Zenfone Max Pro M1 cùng vào một lúc. Thế cái test vào màn chơi này. Ok. Bây giờ mình sẽ test thử khả năng đa nhiệm của hai máy. Cả hai đều có dung lượng RAM là 3GB. Và liệu rằng cái hệ điều hành nào sẽ tối ưu hơn? Android thuần gốc từ Google hay là MIUI 9.5 trên nền Android 8.1 từ Xiaomi? Đầu tiên là Alpha 8. Mình sẽ quay ngược lại. Cái này tất nhiên rồi thì vẫn phải giữ lại chứ. Vừa mới bật xong. Liên Quân vẫn còn. Dòng Way to Die 2 cả đều vẫn còn. Planet Zombie 2 hình như bên Acer, bên Acer còn. Ok. Đến Minion Rush cả hai đều loát lại. Subway Surfer cả hai đều phải loát lại. Zombie the Tsunami. Rồi. Cũng phá lại luôn. YouTube 321. Cái này không cần bấm đâu. Ok, vậy là Xiaomi Redmi Note 5 đã còn giữ lại trong khi Acer đã phải loát lại. Facebook. Bên Acer thắng. Chrome thì cả hai đều phải ra lại rồi. Ok, vậy là mình đã thực hiện xong cái bài speed test giữa Acer Zenfone Max Pro M1 và Xiaomi Redmi Note 5. Cả hai sản phẩm này thì đều có cấu hình tương đương nhau từ chip cho đến RAM và chip đồ họa. Chính vì vậy nên là cái tốc độ xử lý load game hay là đa nhiệm đều khá là tương đồng nhau. Cả hai sản phẩm này thì nếu mà thực ra là mình đánh giá riêng cá nhân của mình thì nếu mà sử dụng và chơi game thì Acer Zenfone Max Pro M1 có vẻ hợp lý hơn, bởi vì là nó có dung lượng pin khá là cao hơn chênh so với cái này 1000
con này là 5.000, con này là 4.000. Vì vậy là cái thời gian trải nghiệm game của bạn sẽ được nhiều hơn. Ngoài ra thì máy cũng được hỗ trợ nhiều bộ nhớ hơn, dung lượng hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 2TB, trong khi nó còn được cả thêm 100GB ở trên Google Drive nữa trong một năm. Còn bên Xiaomi Redmi Note 5 thì cấu hình tương đương nhưng mà dung lượng pin chỉ là 4.000. Tuy nhiên 4.000 nhưng nó vẫn có đủ cái dung lượng để bạn có thể chơi game thoải mái luôn. Ok, hiện tại thì hai sản phẩm này thì đều đang được phân phối chính hãng tại Hoàng Mobile và đều có những khuyến mãi rất là hấp dẫn. Mình đặt link ở bên dưới, mọi người có thể tham khảo. Hiện tại cả hai cái sản phẩm này thì đều đang được phân phối chính hãng tại Hoàng Mobile. Nếu mà các bạn có muốn tham khảo thì có thể để ý cái đường link ở bên dưới. Xiaomi Redmi Note 5 thì đang được bán với giá chính hãng là 4.270.000 với chương trình trả góp 0%. Còn Acer Zenfone Max Pro M1 thì đang có hai phiên bản, đó là phiên bản 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong, và đang có giá là 4.290.000 nhưng mà được giảm thêm 100.000 nữa, đó là chỉ còn 4.190.000 mà thôi. Ngoài ra được tặng thêm cái ốp silicone nữa. Máy này thì còn có một cái phiên bản nữa, đó là phiên bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong, có giá là 5.290.000 và được trừ thêm 100.000 là còn 5.190.000, và dự kiến về hàng là 23 tháng 7 sắp tới. Máy thì có hai màu là đen và sliver là màu bạc và màu đen. Xiaomi Redmi Note 5 thì cũng có hai màu, đó là màu vàng và màu đen. Ok, các bạn đừng quên tham khảo link sản phẩm ở dưới, cũng như là like, subscribe, cũng như là ấn chuông theo dõi kênh YouTube của Hoàng Mobile. Mình hứa sẽ gửi tới các bạn các bài đánh giá chi tiết hơn về camera, về hiệu năng cũng như là thiết kế của hai sản phẩm này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.